Philippines được cho là điểm khóa nó mấu chốt trong vòng dây này. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines vừa cấm quân đội Philippines. Dây qua chút xíu. Nó không ngay giữa. Để dời qua xíu nha. Thấy không rõ không anh? Nó quay qua quá không biết sao nữa. Kệ nó vậy đi. Tuy nhiên, Philippines vừa cấm quân đội Philippines tham gia tập trận với Mỹ, và ông này luôn giữ lập trường nhún nhường Trung Quốc. Việc này có thể thay đổi khi có một tổng thống khác, người ta nói vậy, lên thay thế, nói vậy, trở lại hợp tác quân sự như trước đây giữa hai nước. Vì ông cấm quân đội Trung Quốc không cho, ấy Philippines không cho tập trung với Mỹ nữa. Đó, ông này ông nhún nhường Trung Quốc không à. Đó, khi có một tổng ta đợi một tổng thống khác nó trở lại hợp tác rồi đó, ông kia thì ông hợp tác quá trời luôn. Đó. Ngoài ra đợt bay Supernomad này của Hải quân Mỹ cũng như máy bay ném bom B-1 của không quân được trang bị tên lửa chống hạm, cũng được lắp thép Hattin, cũng được yểm trợ trong trường hợp cần thiết. Như vậy đó. Theo nhận định của Robert Chabanis, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, hiện nhà nghiên cứu hàng không vũ trụ tên lửa thứ 618, lần nữa phát triển tên lửa tầm xa khống chế Trung Cộng. Nói vậy đó, chúng khống chế Trung Cộng. Đây là phương tiện nhanh nhất chiến lược tầm xa miền Tây Thái Bình Dương, nơi có Trung Quốc. Sài Gòn ngập đó kỳ đó, cái lực biển mà 582 đó thắng cái đảo của Philippines đó, mà gần Trường Sa đó, mà cũng là do Trung Quốc, ổng lại thân Trung Quốc ông này nè. Ổng tên gì quên rồi, tại giờ cũng không có gì thích ổng mà nhà nhà ổng cũng để ý ra nào. Biết là ổng tổng thống Philippines thôi, giờ Mỹ đang chờ bầu cử tới. Hồi đó là người ta hợp tác dữ lắm mà. Sài Gòn ngập kinh hoàng, cứ ngỡ là miền Tây. Khốn nổ, mùa dịch Sài Gòn nước ngập trôi, xe trong đêm mưa kinh hoàng, cứ ngỡ miền Tây sông nước. Nhà ở Sài Gòn ngập vậy sao mà sống nổi, nội nói vậy. Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Việt Nam rất tốt với Mỹ. Mỹ trừng phạt KV Lam là ở bên Hồng Kông nha. Mưa lớn Sài Gòn thê thảm, ngập nước ngập khắp nơi, Sài Gòn dở trận khắp nơi, chìm trong biển nước. Sau cơn mưa lớn bị ống cống đó, nó không có thông đó, không có thông vậy. Ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thành ủy, bị đề nghị phê bình ngoài ông Cang, bà Phan Thị Thắng, phó chủ tịch thành phố ở bên Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Sài Gòn, đô thị nước, Phạm Thủ Thiêm, sai Phạm Thủ Thiêm đó. Đó, rồi giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng bị đề nghị nữa. Đó, đã ông Bùi Xuân Cường vậy đó, Hồ Chí Minh. Đó, nguyên giám đốc giao thông đề nghị đó, kỷ luật mức độ tương tự. Những người nêu trên đã hết hạn kỷ luật rồi, hạn chỉ phê bình thôi. Rồi cái hạn kỷ luật hết rồi. Mỹ người ta xử tới đó là hết hạn rồi. Mỹ trừng phạt Kalam, các quan chức đặc khu hành chính Hồng Kông. Bị trừng phạt bao gồm trưởng đặc khu Kalam, ủy viên cảnh sát Hồng Kông Chit Vinh Tăng, cựu ủy viên cảnh sát Thepan Holo, thư ký chịu trách an ninh John Lee, thư ký phụ trách tư pháp Therese Chen, thư ký phụ trách vấn đề lập hiến và đại lục Eric Stan, tổng thư ký hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia Eric Chao. Còn lệnh dừng phạt còn nhắm vào các quan chức Trung Quốc gồm giám đốc văn phòng chủ trách các vấn đề Hồng Kông và Macau đó, Hạ Bảo Long nữa, ông đó nữa, cùng cấp phó Trương Hiếu Minh, giám đốc văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc tại Hồng Kông Trịnh Nhạn Hùng, và giám đốc văn phòng duyên lạc Hồng Kông Lạc Huệ Ninh. Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản tại Mỹ và lợi ích liên quan đến các quan chức nêu trên trong danh sách hoặc các tổ chức do họ sở hữu hoặc trực tiếp gián tiếp từ 50% trở lên sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo cho văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ. Đó, vậy đó.
Liban dự nổ ở cảng Beirut, số người chết tăng lên 154 người, và lên 154 người, thêm 125 người nguy kịch nữa đó. Vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố, làm hư hỏng nửa thành phố. Tòa án tối cao Cộng hòa Khaled bác bỏ các cáo buộc sai trái chống lại pháp lưng công. Sự nghiệp ông công ở bên Nga. Tàu giống như là gì, cũng số người như là châu giạc mà bạn. Tàu du lịch ở Phú Quốc cháy kinh hoàng trên ga đảo Hải Tặc nè. Thế giới dồn lực lượng dự giúp đỡ đến Liban. Liban tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Beirut, giao quyền kiểm soát quốc gia cho quân đội. Một nữ gốc Việt chủ tiệm một nữ gốc Việt bị chủ tiệm Mỹ da đen đâm chết vì không trả đủ tiền làm nail. Chủ tiệm nail Mỹ đen nói, gốc Mỹ đen nói là với cảnh sát là vì không chịu được lời thoái mạ nên bà đã đâm cô khách ứng. Cô khách tại vì nói là mày cũng như lúc nóng lên mà nói ra đã miệng mà mày cũng như là hôi của bạo lộ hay này, nói đủ thứ hết trơn. Cô tức quá, cô lấy thì đâm chết. Nói là số ra 100 đồng đó mà trả có 50 à, mà còn vậy thôi thiết yếu ra không, bị đâm chết. Ấn Độ hơn 2 triệu ca nhiễm, hơn 3 triệu 500 nhân viên y tế đình công à. Như là cứ nói hai lần rồi đó nghe. Tổng thống Trung ca ngợi lãnh đạo Việt Nam rất tốt với Mỹ đó. Việt Mỹ tái khẳng định đối tác toàn diện chiến lược. Là cũng như là Ngoại trưởng Phạm Bình Minh với ông bộ ngoại giao của Mỹ nè, ông gì Michael Pompeo gì đó, hai người. Tại vì ông Nguyễn Cơ Thạch á là cha của Phạm Bình Minh, tại vì không biết sao mà đó mấy ông Nguyễn Cơ Thạch lấy Hồng Nguyễn, không biết hai cái đó bị gì coi chưa rành. Là bị lúc mà thành đô, hội nghị thành đô ở Bắc Kinh đó, lúc mà bản chính đánh rồi đập ấm bình ấy nha. Lúc đó cái ông gì quên này, cái ông gì mà cũng nổi tiếng lắm mà quên nó mất tiêu rồi, ở bên Trung Quốc mà mở cửa đó. Thì ổng lúc đó ở thành đô thì hội đó thì Trung Quốc nói là không có cho ông bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch theo, nói mạnh dạn. Sau này Nguyễn Cơ Thạch mới đổi ngoại trưởng ngoại giao. Người tới giờ bây giờ người con nào học thành tài, em Phạm Bình Minh này giỏi lắm á, nói tiếng Anh được gần hết trơn. Đây nè, Việt Mỹ tái khẳng định đối tác toàn diện chiến lược nè. Hoa Kỳ sẽ sớm hành động với TikTok và các ứng dụng của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nói ông đang lo ngại quyền sở hữu của TikTok ẩn chứa quá nhiều rủi ro. Tập đoàn Microsoft đang thảo luận mua TikTok trong vòng 45 ngày, vì TikTok đã sử dụng lưu giữ số tài liệu cá nhân không thể chấp nhận được. Đứng trước sức ép của chính phủ Mỹ, Biden không có nhiều sự lựa chọn, chịu bán. Nhưng mà hôm qua này sao mà tự nhiên bị Trung Quốc thọc làm sao không biết, muốn chạy chứng. Trung Quốc nói gạnh, ý tổng thống Mỹ nói gạnh, một là bán cái bài shop bán như bán, còn hai là không bán Mỹ. Tới gặp như vào trời New York là bán, mình muốn nói như tỷ thì nói chứ đó, ta giàu mà tới tám mấy tỷ rồi mà nói dọc tỷ thì nhiều ấy. Mình cả đời ngồi ăn đi bằng chứ cho mệt nữa, đi máy bay lên xuống nguy hiểm, đi chơi thôi. Mỹ Trung sẽ xem xét lại giai đoạn 1 vào giữa tháng 8 nè. Các quan chức cao cấp Mỹ Trung đánh giá lại thương mại, robot thương mại giữa hai nước. Con nước xin lỗi nha, mai không sao, tay ngủ không được hôm mới bị sợ quá. Phó thủ tướng Lưu Hạp chủ trì Robert Lighthizer đại diện thương mại Mỹ nè. Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Cộng Lưu Hạp chủ trì diễn ra dự kiến vào ngày 15 tháng 8, sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Nhà Trắng và Bộ Thương mại chưa cho biết gì. Tổng thống Mỹ thỏa thuận này không quan trọng. Tổng thống Mỹ gợi ý Quốc hội cần ngăn chặn việc đuổi người thuê nhà
do cô viết người chính lấy ký của lực là không có đuổi người thay nhà, cũng như đưa lên cho ổng ký, cũng như là ảnh hưởng này chủ nhà không có quyền đuổi người ra khỏi nhà. Nam người mẫu người Ngô Duy Ngô Nhĩ tiết lộ sự thật này về chạy cải tạo Trung Quốc này. Anh bị khóa tay ở thanh giường, chân bị khóa này. Cũng như làm người mẫu rồi ta hồi tao viết, cũng như là thấy người quay cái clip sao đưa lên mạng, thấy chi bỏ hổm tổng thống Mỹ á, cũng như là khóa tài khoản trừng phạt 11 người á, 11 người quan chức ở tại Ngô Duy Ngô Mỹ. Mỹ là lên gân, Trung Quốc xuống nước, từ sói lang thành sói ngoan. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xuống nước với Bộ Quốc phòng Mỹ nè. Có ba thiếu niên đột nhập vào khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ, ba tên bị bắt có mang súng AK. Ba 40 nhà báo Trung Quốc nè, ngày 15 tháng 8 hết hạn visa nhưng không được gia hạn tiếp vì 3 tháng gia hạn một lần. 7 điểm trắng vụ nổ Liban nè, hai em bé sống sót. Vụ nổ Liban, cháu bé nằm trong đống gạch vụn, em bé sống sót nằm trong nổ Liban, virus Liban, cháu bé nằm em một em bé sống sót trong vụ nổ ở Beirut Liban, cháu bé nằm trong đống gạch vụn, đầu và tay lú lên sợ hãi khóc thét. Nhóm cứu hộ ráng vào xới bới đống gạch, đem cháu lên, thật kỳ diệu. Tiểu bang Cali neo tóc làm ngoài trời, phụ nữ gứt việc bị đâm tại tiệm neo Mỹ Đen. Cũng như là làm ngoài trời á, nắng nóng thì nói là hư đó, mấy cô nó bị hư mấy cái hóa chất á, làm móng. Trung Quốc bị bao vây tứ phía, bỏ Hoa Kỳ và đồng minh, sự thật bị lộ tẩy, BBC hé lộ sự thật chấn động về Covid-19. Có tử vong là 42.000 người ở Iran á. Này, là BBC hé lộ sự thật chấn động về Covid-19 tại Iran á, số ca tử vong lên tới 42.000 người. Siêu nhỏ siêu nguy hiểm, tên lửa siêu nhỏ siêu nguy hiểm của Mỹ. Đưa các team tìm cách Mỹ lên một tầng cao mới, gián điệp Trung Quốc tuyển nhân sự Mỹ để thu thập thông tin Trung Quốc. Quá trời không? Nó cho tiền nhiều á. Tiêu điểm những vũ khí mạnh nhất bị bắt đó. Việt Nam đang sở hữu đó, bom tấn sắp trình làng, siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ sắp trình làng, khiến Liêu Ninh của Trung Quốc càng trở nên lỗi thời. Bão Erik vừa ầm cuốn cuồng phong cao, nước dâng cao, lũ lụt kinh hoàng nhấn chìm Trung Quốc. Trung Quốc bị bão mưa nè, âm thầm cũng như là cuồng phong cuốn lên quá trời. Ông Lý Hiển Long, thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Long là con trai của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Nói là Singapore, tổng tướng Lý Hiển Long Singapore nói thẳng hai điều mà Trung Quốc có mạnh đi đến đâu cũng bất lực trước Mỹ. Trung Quốc không thể thay thế vai trò an ninh của Mỹ. Quá cao tay thay đổi chủ tịch Ngân hàng Thế giới này bằng người này. Ông Trump thấy Ngân hàng Thế giới, thấy trong cái đòi báo mà trong mạng đã đưa lên, nó sao mà những người nước ngoài thuê tới một năm tới mấy triệu á, thuê cái ông này là ông này á, mấy như là người ta lỗ lót ổng hay gì không biết. Cho nên nè, quá cao tay thay đổi chủ tịch Ngân hàng Thế giới bằng người này nè, tổng thống Mỹ cắt thêm một vòi hút máu nữa, bỏ ông này đi, sa thải liền, đổi người khác. TikTok dọa kiện tổng thống Trump vì ban hành các công ty và văn phòng chính phủ không được sử dụng TikTok vì an ninh quốc gia. Tổng thống Mỹ cho thời hạn 45 ngày công ty này phải thương lượng bán lại cho Microsoft. Kết thúc thương vụ 3D, TikTok lúc đầu đồng ý bán lại cho Mỹ nhưng Bắc Kinh đâm thọc nói là hèn yếu, khuyên TikTok kiện tổng thống Mỹ thì nó vậy. Ok. Ấn Độ chở 200 người từ Dubai về tới phi trường của quốc tế của Ấn Độ á, vì mưa lớn nên trượt đường băng, gãy ngang chiếc máy bay, gãy ngang nằm đôi. Trên máy bay có 184 hành khách gồm 10 trẻ sơ sinh và 7 thành viên tổ bay. Hiện có ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 123 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng. Một cơ quan chính phủ Ấn Độ sẽ tiến hành điều tra sự việc.
vậy đó. Thành ra cả nhà thấy không, đâu phải mà những cái gì Mỹ nói là làm, chứ không có phải mà nói mà bỏ qua sơ sài đâu. Thay vì tích tắc bán đi, nói nhiều tỷ đi, Bill Gates dài quá mà, cái tỷ phú giàu quá, tới 80 tỷ, nói đại 1 tỷ hay nhiêu đi, xài không hết. Ngàn cân treo sợi tóc, thủ tướng Italy thông báo bắn bỏ đập tam hiệp, đã tìm ra lý do Italy muốn phá bỏ đập tam hiệp của Trung Quốc. Nói gì? Hết biết không? Nè, Tổng thống Mỹ nói vụ nổ ở Liban có thể là một cuộc tấn công có chủ đích. Vậy đó. Cười lắm. Phát hiện chấn động hơn 250 quan chức Mỹ bán mình cho quân đội Trung Quốc. Phát hiện chấn động đảng Dân Chủ tuôn tiền hỗ trợ Covid-19 cho công ty Trung Quốc. Chấn động phe Dân Chủ tiếp tay tuôn hàng trăm triệu USD hỗ trợ Covid cho hãng công ty công quốc. Bình luận nói vậy. Nước cờ không ngờ của Tổng thống Trump, chưa từng thấy lịch sử. Nếu một cụ Tổng thống điền đơn kiện tổng thống đương nhiệm. Điền đơn kiện nói là ổng, ví dụ hồi lúc mà bắn cái tướng mà ở bên áp tay tăng á, nói vậy. Đem khai đương kim tổng thống xử tội khủng bố, tin cực vui. FBI dây bắt người giao hạt giống nè, đó trừ từ Trung Cộng nè. Chủ tịch Hạ viện sẽ giúp ông Donald Trump tái đắc cử 2020, không biết sao người ta nói vậy. Giáo sư Harvard đối mặt thêm cáo buộc về mối quan hệ Trung Quốc, cả mấy cái trường học đại học đã bị Trung Quốc mua chuộc. Vụ nổ lớn làm rung chuyển về đi băng, nãy nói gọi rồi. Đó. Như nói gì nãy nói vụ mà bác dây bắt chặn, cũng như là ủng hộ Tổng thống Trung, bà xác nhận cháu trai là kẻ bạo loạn có hành vi khủng bố ở Poland. Chính bà của anh đã tố cáo ném các thiết bị vô trong cái ấy đó. Belieu 18 tuổi, nhân vật chính đốt phá bạo loạn. Bà anh ủng hộ Tổng thống Trung, hành vi đánh bom của cháu bà 18 tuổi. Trong video nhìn thấy cái áo bà mua cho nặng mà hồi nên đi đó. Ân thôi, bà xác nhận cháu trai là kẻ bạo loạn có hành vi khủng bố ở Phúc Đình. Sắp có phim FBI đột phá tòa nhà Wanli của tên đầu sỏ Ukraine ở đảo Síp. Anh Quốc lên kế hoạch nhổ tận gốc gián điệp và những kẻ phản bội nước Anh đó. Tiết lộ chấn động cả thế giới bàng hoàng. Lee Jae-min trốn khỏi Vũ Hán, tiết lộ bí mật nhà khoa học bỏ trốn Vũ Hán. Tiết lộ những bí mật động trời khiến cả thế giới bàng hoàng luôn. Nói này không phải là ở trong phòng thí nghiệm thì đó, ông gì bác sĩ kia đó bị nhiễm đó, trong phòng đó xì ga đó, ông bị lũi mũi chết rồi. Nói này hỏi nè, vì sao có đám mây hình nấm như bom nguyên tử nổ ở Liban đó. Đó vậy đó. Ra vậy, cảm ơn nha cả nhà nha. Mà cũng như là cảm ơn cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu một trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Bầu Trời New York, rất là cảm ơn, để cũng như là cho cái kênh được phát triển, rất cảm ơn. Như là nhớ subscribe, đăng ký, bình luận, rồi like share, rồi bình luận nhớ like là gì nè, ví dụ đăng ký rồi thì mình like, còn chưa thì đăng ký là like luôn. Đó. Đánh 4 chữ Bầu Trời New York, cái ra chữ đỏ lấy tay chấm cái nó ra liền, nó thành chữ đen là đăng ký xong. Cảm ơn nhiều lắm. Đó. Đó. Như là bấy lâu nay cũng như thời gian qua đã ủng hộ kênh Bầu Trời New York. Đó. Nhớ ủng hộ và chia sẻ với những người quen biết, ủng hộ kênh, tặng cho kênh phát triển. Cảm ơn rất nhiều, thành thật cảm ơn. Trước khi từ về tạm ngừng á, từ biệt thì như là trước khi để tới tập tới á, thì cũng như chúc cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều điều may mắn.
bây giờ phải có sức khỏe để mới chống dịch được. Đó. Những đồng hương trên toàn thế giới, những người có mặt trên 6-7 tỷ người trên toàn thế giới mình nè, gán thì giữ gìn sức khỏe nè, mà qua cái nạn đại dịch này đi, đó. Sắp có thuốc rồi, gán cố gắng đi. Nó ngay nước mình đó, tổng thống Mỹ cũng lo dữ lắm đó, lo cho dân dữ lắm đó. Mấy tháng nữa bầu cử nữa. Rất là cảm ơn Bầu Trời New York, rất là cảm ơn đã ủng hộ kênh Bầu Trời New York đó. Subscribe, đăng ký, rất là cảm ơn, like rồi. Để qua hết dịch rồi mình sẽ đi quay nữa. Cảm ơn nhiều lắm. Nếu mình chân thành cảm ơn tạ, cảm ơn quý anh chị, quý các chị, quý anh chị em, cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu ủng hộ cái kênh Bầu Trời New York. Thành thật cảm ơn nhiều lắm. Nhớ ủng hộ cho kênh mình phát triển nha, like, share, subscribe rồi. Chúc hết trơn cả nhà ha, luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, gặp nhiều điều may mắn. Rất là cảm ơn. Miễn có sức khỏe là có tất cả, còn cười, còn người thì còn của. Đó, vậy đó. Nó không gầy. Tiệm neo rồi cũng thấy cực khổ quá, mình thấy cũng rất là tội nghiệp đó. Như là ra ngoài chợ mà người đi mặn dạo nữa, rồi có người bị nhiễm nó quá tội nghiệp đi. Ở cắt tóc cũng vậy. Cảm ơn nhiều lắm nè. Vậy mình đi. Chào, bye bye nha. Bye bye.